Xin chào quý vị và các bạn. Liên tục gần một tuần trở lại đây, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ đều phổ biến ở ngưỡng là từ 37 đến 40 độ. Đi cùng là độ ẩm không khí giảm thấp nên không khí ngột ngạt, oi bức kéo dài, tác động xấu đến sức khỏe của người dân. Tại thủ đô Hà Nội, 4 ngày nay nhiệt độ cao nhất đều phổ biến quanh mức là 39 đến 40 độ. Nhưng lúc 13 giờ trưa nay thì nhiệt độ tại hầu khắp các trạm đo đều vượt mức là 40 độ. Đây chỉ là những con số được đo trong lều khí tượng, thực tế còn cao hơn do yếu tố mặt đệm và hiệu ứng đô thị. Bầu không khí nóng hầm hập kéo dài cả ngày và đêm. Dự báo trong ngày mai, do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ vị Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng còn tiếp diễn tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ như tại Chi Lê, Lạc Sơn Hòa Bình, Láng Hà Nội, Phủ Lý Hà Nam, Tĩnh Gia của Thanh Hóa, Tây Hiếu, Đô Lương của Nghệ An, Đông Hà Quảng Trị hay là Ba Tơ Quảng Ngãi. Sau đó từ đêm mai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Trước tiên là ở vùng núi, sau đó thì mở rộng ra toàn Bắc Bộ trong ngày 4 tháng 6. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, thậm chí là mưa đá nên người dân cần chú ý đề phòng. Nhờ mưa mà từ ngày 4 tháng 6, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và sẽ giảm dần tại Trung Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn Biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý với quý vị là vùng biển phía Nam bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông do chịu tác động của cơn bão Choi Wan có mưa dông rải rác, cần đề phòng với gió giật mạnh trong cơn dông. Như vậy, trong 24 giờ tới, nắng nóng còn tiếp diễn trên diện rộng tại Bắc và Trung Bộ. Sau đó, từ đêm mai, thì mưa sẽ gia tăng tại miền Bắc và nắng nóng chấm dứt hoàn toàn trong ngày 4 tháng 6 tại đây. Những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày 2 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!